Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm Nokia N70 Xpress Music. Thì cái này thì mình đang nhìn thấy phiên bản của nó, phiên bản màu đen, được bán và bảo hành tại website alofone.vn là 1 năm. Bán hàng nhanh tay truy cập vào website alofone để đặt hàng dùm mình nhé. Sản phẩm này đang bán với giá thị trường của nó là tầm 550 đến 550 nha các bạn nhé, 500 đến 550. Bạn nào nhanh tay truy cập website alofone đặt hàng. Bạn nào ở Sài Gòn thì mình có thể qua địa chỉ là 304/4A Trường Chinh để mua hàng trực tiếp với giá ưu đãi và rẻ hơn một chút xíu nhé. Thì mình sẽ thử một vài tính năng cho sản phẩm này. Trước mắt các bạn đã nhìn thấy thì nó là phiên bản màu đen. Mình đã lắp thử một cái máy cho pin vào đây, tại vì pin cái máy này rất là lâu, nhưng mà cho truy cập vào thì rất là lâu, pin nó bật lên rất lâu. Hệ điều hành của nó thì các bạn biết rồi, những cái máy dòng tiếng Anh này thì bật nó nguồn nó tầm 5 phút nó mới xài được, các tính năng của nó mới chạy hết được. Cái này thì có camera của nó là 2 megapixel, có đèn và lát, hỗ trợ đèn và lát. Khi mình trượt xuống thì nó sẽ tự động nhảy lên cái bộ của nó là chụp ảnh luôn cho các bạn. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái sóng của nó rất là căng, Nokia của nó thì sóng cực kỳ sẽ khỏe rồi, và cái độ thu âm của nó rất là tốt. Ở đây chúng ta có một camera trước 1,3 megapixel nha. Ở đây có cái cảm biến để che đèn hay cái gì đó thì mình có thể sử dụng, thì mình sẽ tìm hiểu sau. Giải loa của nó là loa ngoài, phía trên này rất là nghe nhạc rất là hay, và cái nút bật nguồn của nó cũng trên đầu máy luôn các bạn nha. Bạn nào nhận mà hàng thì bật nguồn dùng mình trên đầu, chứ đừng có bật nút đỏ mà bảo anh ơi máy này chạy không lên nguồn, ôi rất là mệt mỏi luôn. Thì cái máy được trang bị là một cái thẻ nhớ gắn bên hông, mình sẽ tặng kèm một cái thẻ nhớ zin gắn bên hông cho các bạn. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng chép nhạc hay cái gì đó thì thoải mái cho các bạn. Cái này các bạn lưu ý, cái màn hình của nó là màn hình zin, màn hình đều. Nếu mà các bạn thay cái màn hình khác thì cái đèn màn hình của nó không được đều và không được đẹp luôn nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái màn hình nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình sẽ thử một vài cái tính năng của nó, giống như kiểu rung chuông loa mic thì đó. Ở đây mình có cái chế độ sắp xếp màn hình của nó, thì các bạn tùy chỉnh sắp xếp theo dạng xanh sách hay là dạng gì thì tùy các bạn. Mình sẽ thử nghe cái nhạc chuông của cái máy này xem có to không. Máy này sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé. Bạn nào sử dụng có thể tiếng Anh hơi kém thì mình vẫn xài được, tại vì cái này nó không chả có tính năng gì đặc biệt lắm, chỉ để nghe gọi với sử dụng một vài tính năng thôi. Mình sẽ thử âm thanh nhạc chuông của nó nha các bạn nhé. Ở đây mình có vài kiểu nhạc chuông truyền thống thì các bạn nghe thử. Đó, cái này vừa có rung vừa chuông các bạn nhé. Cái loa ngoài của nó phát ra rất lớn. Ở đây chúng ta có một nút để mở cái lưng máy ra, và sản phẩm đi kèm với pin zin của nó trị giá khoảng tầm 150 đến 200.000 nha. Pin của bên mình đang bán với là pin 5C, pin chính hãng, pin zin chính hãng nha các bạn nha. Cái này là dung lượng của nó thực là 1020, có đóng dấu mộc bảo hành vĩnh viễn cho bên pin nếu các bạn nào ở Sài Gòn. Bạn nào tỉnh xa thì liên hệ đặt hàng theo website alofone.vn. Đó, các bạn thấy cái rung chuông là mic rất là to rồi. Nhanh tay đặt hàng để được tặng thẻ nhớ bên trong máy và viên pin rất là tốt nha các bạn nha. Bạn nào truy cập website alofone đặt hàng dùm mình với, và đăng ký cái trang YouTube của mình để có nhiều sản phẩm cho bạn xem hơn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, nhớ đăng ký trang của mình nha các bạn. Cảm ơn.